Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức khai giảng lớp bơi phòng chống đuối nước cho học sinh trẻ em trên địa bàn huyện Phong Điền. Lớp bơi diễn ra trong 10 ngày tại hồ bơi Thiện Nhân, thị trấn Phong Điền, với trên 50 học sinh trẻ em chưa biết bơi trên địa bàn huyện tham gia. Thông qua lớp bơi nhằm tạo điều kiện cho các em có cơ hội thực hành bơi, được trang bị kiến thức về kỹ năng bơi, phương pháp cứu đuối, kỹ năng an toàn để các em có thể tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Đây là lớp bơi phòng chống đuối nước cho học sinh trẻ em được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức thứ hai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trước đó, lớp đã được tổ chức tại huyện Cờ Đỏ.